Ngày hôm nay thì em quay giới thiệu chi tiết chiếc Suzuki L7 2021 mới cửa về cửa hàng bên em nhé. Đấy, xe màu trắng mang biển tỉnh, con này chạy được hơn 4 vạn thôi. Đấy, dòng xe MPV 7 chỗ. Ngày hôm nay thì em mang ra ngoài này đi có nắng rồi em mang đi chụp ảnh nhé. Thì tiện thể quay lên luôn giới thiệu cho anh chị và các bạn và báo giá chi tiết chiếc xe này. Đấy, xe bản số tự động 1.5 số tự động máy xăng mọi người nhé. Máy xăng 1.5 số tự động và với chiếc xe này thì tầm tiền nó rất hợp lý để đầu tư cho một mẫu xe 7 chỗ các bác nhé. Đây hàng ghế thứ 3 đây các bác nhé. Xe thì trang bị ghế nỉ thôi. Đấy hàng ghế thứ 3 thì bác chủ xác định là không dùng đến nên là cũng không bọc lại ghế da này. Vẫn giữ nguyên được cái ghế nỉ nguyên bản. Còn như ở hàng ghế khoang lái và như là khoang hành khách thứ 2 thì bác chủ đã bọc lại một bộ ghế da màu đen pha với một số chi tiết màu đỏ để trông nó rất là đẹp. Đấy cũng đã lên trải sàn này, bậc lên xuống này. Đấy, con này được trang bị chìa khóa thông minh để nổ nút bấm. Đấy, có điều hòa tự động mọi người nhé, màn hình TV rất là lớn. Đó. Mẫu xe này thì về cái tính năng nó không nhiều, nhưng cơ bản là nó thực dụng mọi người ạ. Những mẫu xe gọi là của Nhật Bản thì anh chị và bạn có thể biết rồi đấy. Nó là thực dụng, đủ dùng thôi, nó không quá nhiều tính năng đâu. Động cơ máy xăng 1.5 khá tiết kiệm nhiên liệu tầm 6-7 lít xăng trên 100 km mọi người nhé. Đấy và về phần chất lượng thì về phía cửa hàng em cũng đã kiểm tra rất kỹ càng rồi. Đấy, sẽ cam kết cho bác một văn bản, thứ nhất là không bị tai nạn đâm đụng ảnh hưởng kết cấu khu gầm này, thứ hai là không bị ngập nước thủy kích, thứ ba là động cơ nguyên bản và thứ tư là pháp lý giấy tờ đầy đủ nhé. Lốp lát theo xe cả dàn luôn, lốp còn theo xe cả dàn. Đấy, chiếc xe này đi nó cũng khá là hay so với cùng phân khúc ví dụ như là Veloz hoặc là Xpander nhé. Các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm vì phía cửa hàng em thì đang có đầy đủ các cái mẫu xe như là Suzuki L7, Xpander, Toyota Rut, rồi Toyota Veloz. Đấy đầy đủ các phân khúc và cũng như là các mẫu xe để anh chị và các bạn có thể lái thử và cũng như trải nghiệm để xem là mẫu xe nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đấy, thì anh chị và các bạn có thể lựa chọn thoải mái nhé. Chiếc này thì bên em đang chào bán mức giá là 498 triệu XL7 2021 mọi người nhé, số tự động. Và hỗ trợ banh được tối đa là 70%. Và anh chị và các bạn trả trước giúp em khoảng đâu đó khoảng 160-180 triệu thôi là có thể lấy xe rồi. Thủ tục thì bên em sẽ hỗ trợ cực kỳ nhanh gọn cho anh chị và các bạn có thể sớm lấy xe nhé. Đấy, và ngoài vấn đề về cửa hàng cam kết chất lượng ra thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang xe đến kiểm tra tại hãng Suzuki hoặc là mang đến gara về xe cũ để kiểm tra thoải mái mọi người nhé. Địa chỉ bên em là tại số 26 đường Cầu Diễn, Hà Nội. Đấy, mọi người nếu mà ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng, còn nếu ở xa thì có thể sắp xếp thời gian để đến với cửa hàng em sớm nhất mọi người nhé. Cuối cùng thì xin được cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.